Rồi chào bạn nha. Sáng nay thì mời bạn cùng cha con mình đi thăm chấm lương bạn ơi. Chào các bạn. Đi thu hoạch lương. Tình hình là cắm câu cha mình thua mình nên rủ mình đi chấm lương nữa rồi. Chấm lương lần nào cũng thắng rủ hoài. Hôm qua thì mình vô đây cũng trễ, trời mưa quá trời mưa luôn nên tranh thủ đi đặt luôn, không có quay cái lúc mà làm mồi này kia. Để mà mốt mình hướng dẫn làm cái clip hướng dẫn bạn cái cách làm mồi đặt chấm lương này luôn. Nói chung hiện cũng đơn giản, không có gì. Cua đồ, ốc đồ, dính chấu. Cua, ốc, tỏi, ớt, hành, mỡ, đủ thứ cũng như mình nấu món ăn thôi. Rồi giờ tới địa điểm thôi, 27 rồi cái gì. Hy vọng là sáng nay dính nhiều lương khủng nha bạn. Phá kỷ lục lần đầu tiên, lần đầu tiên là mình đạt được 2,4 kg. Hôm nay đạt 3 bữa rồi. Bữa đầu được 2,4 kg, bữa sau được cỡ 1 kg hơn. Bữa rồi thì được 2,1 kg, 2 kg, 2,1 kg vậy. Mà lương bự. Kiếm con chừng nửa ký mới sướng. Sáng nay thăm cái giặt mương bên mình trước các bạn ơi. Giặt của mình tới 7 ống lận. Thăm trước của cha mình đặt phiên kia. Cái trường ống đầu tiên kìa. Vô còn. Không biết sao đây. Tại khu này đặt cũng hết chấm luôn á. Này được ăn cả ngã về không. Chơi liều mạng rồi. Nhẹ quá. Móc bọc rồi. Trời ơi. Con lương, lương nuôi. Ok. Mới vô thắt thắt gì hồi mới trúng. Mới vô trúng hồi thắt luôn ạ. Thất bại quá ta. Chỗ cũng im quá mà. Chỗ này hết đâu. Chỗ im quá mà không có lương. Mương này ngon hơn mương bển. Mương này có mèo lây gai. Lương này có rồi đó. Có. Lương này, lương này trọng ạ. Ý, cũng được, không bự không. Con một. Con một. Vậy đi, rồi về giữa luôn. Kỳ ta. Nó lớn lên từ từ rồi đó. Đây mình đặt nghe mấy cái đống củ mận. Hy vọng là con này bự hơn mấy hai con nãy nha. Thấy nó lớn từ từ rồi đó. Rồi thấy cũng nặng nặng nè. Xuống rồi. Trời ơi. Trời ơi con lương mới đẻ hôm. Chết luôn rồi. Hai con, ba con gì lắm. Ba con. Lương nuôi thiệt. Lấy xong 7 ống hả? 7 ống. 7 ống qua bảy mà không đặt đâu hết hả? Không. 7 ống thấy tình hình này căng quá vậy ta. Ý nặng dữ nha. Thấy nè, thấy nè. Ồt ạ, cái giống rồi đó. Con này bự à. Không thấy nó ọt ẹt rồi. Ý, nhỏ gì. Đây nè. Đây nè, nằm trên. Đó. Đó, hai con nha. Bự. Thấy ọt ẹt rõ ràng mà. Được. Được. Tạm được thôi. Vậy. Cho nó mở hàng trước nha các bạn.
nghe nó ọc ẹt cái chỗ thấy khoái khoái rồi. Mấy chỗ mấy cầu hay có lương bự trống lỏng gì hay có lương nó dựa vô mấy cái cây này nè, nằm kịch cái coi trời hồng à, rồi không có lương bự, không có lương bự đâu, xuống con nó gì mà chê. Giả bộ thôi, một kịch cho chồng mà bự lên à, phải lên đô cho cha nhỏ hoài chết luôn à. Đây ở đâu ta, đằng kia, đằng kia nhỏ hoài chết luôn à, hai ống nè. Càng ngày nó càng bự mà hết chúm rồi. Chạy đi hồi về mở. Rồi, ống này lương nhỏ. Ý, Ý, hai con hay gì á. Được. Nói chung là được, tạm ổn. Ngon, nhìn nín, mình còn ống hết hết khu bên này, còn ống chỗ này là khổ phải chê luôn. Đây nè đám cỏ này nè, tán con thứ già thì sướng cái này. Khu vực này nó gần nhà nên nãy giờ âm thanh hơi bị khi kim tốn chút bạn ơi, nhưng hồi nãy giờ nổ quanh sát rồi. Con này chờ dữ dữ lắm, ngon, không có lương xỉu luôn á. Nặng kịch cái coi, chị chờ không tin được luôn á. Vô cái chỗ ngon nhất luôn. Chỗ im nhất luôn, không có luôn. Ui. Thua rồi, 7 ống yếu quá bạn ơi. 7 ống không được ký nè. Hơn nửa ký à. Nửa ký chứ hơn gì. Có 4 ống có lương à. Còn 3 ống kia chút chút rồi. Rồi. Tình hình này chắc thua nữa các bạn ơi. Rồi nước không. Có lương rồi đó, nhé bạch bạch đây. Kỳ lắm rồi đó, không nói chơi đâu. Thấy nhé bạch bạch chóng rồi. Kỳ lắm rồi đó. Không chắc lương này không bự đâu. Rồi không ra. Ui, trời vậy mà còn lúm đầu ra nữa trời. Trời ơi. Chút. Ba con hả kiếm. Thấy nước không rồi biết lương nhỏ rồi, không bự rồi. Hai con. Ôi, để nó mở hàng không được mấy bạn ơi. Ơi. Để dạng mở hàng không được rồi. Để thừa. Không mà thăm ba lần rồi. Hình như cha bữa nào cha mở hàng là trúng á. Đây cái gì nè phải không? Đây có không? Hả? Không phải hả? Không phải, không phải. Gốc củi nó cạn. Cái đống này nè, đống này phải mấy bản ngon. Ô, mấy anh đây nó cũng hút quá trơn à, chóng chóng dễ dính. Ôi ôi cái đống này qua bản đặt một cái có. Ờ. Để nó mở hàng thất bại quá. Không chơi nữa thừa à.
là bể tay đó. Còn nửa ký á, sung lên này, có lương đó. Chút không. Thấy nước kia ít quá mà. Chút không. Chút thiệt. Đỡ hơn nãy chút nữa. Giống hó mấy bạn ơi. Từ từ nó bự lên. Lương nuôi từ từ lớn lên chứ. Như ngang cửa có không? Từ từ nó lớn chứ đâu lớn liền được. Đây đâu. Đâu phải đâu. Có dấu bươi gác đó. Mương này có là một bầy luôn á. Nuôi càng ngày càng teo quá vậy. Chết luôn rồi. Tình hình này căng à. Nhưng nuôi không chết luôn rồi. Ơi, hai con nữa. Đặt là nhín hai con ba con không gì mà chê. Thôi, để nó thất bại mấy bạn ơi. Đi đường này luôn hay sao? Qua đường này luôn phải không? Con này bỏ vào đây luôn. Sáng nay còn không sung như ta. Sáng nay yếu quá, không sung rồi. Mấy con này có lưng bự là dạng nhín đẹp lắm đó, cái ọt đó đó bự chết luôn hay gì rồi con sống mà gì dính dính con lưng bự cái phát biểu ghê gớm liền bạn thấy không cái gì ha dạ kệ à còn sống sống lâu chết dạng nhín luôn vậy đó lương ở vậy mới quýp á lương cái đó mới có tiền chứ lương kia là thua rồi. Thái mấy mừng gồng cái nó vậy đó, dính lương, lương nhận cháy nhìn ngon lắm. Rồi chút xuống mà không nghe cái kịch xuống chảy te là thấy hiểu rồi. Ờ bệnh đít rồi ha. Không có là nghỉ bỏ chúng luôn á. Hai con. Hiểu rồi. Còn ở đây ống này có không? Không. Nó cạn khô mà. Nó cứng ngắt. Bữa nay cha mình đặt tới 11 ống rồi nha bạn. Mình chín nè. Chơi không lợi nhưng mà chấp luôn mới ghê á. Trong này thì có xiền. Mà chắc lương chút chút không nữa. Bảy vậy. Đó. Thấy cũng nặng nặng trong đít á. Thấy nó phịch phịch ở trong á. Xịn không? Có mà được. Trời ơi lương, có lương luôn. Có là vui rồi. Rồi trời ơi chết luôn rồi hai ba con chổng chổng đừng con đã đỡ ba con lương luôn tính số lượng con sát này hơi bị nhiều rồi nghe con bự hai nhỏ gì á hai ba nhỏ một bầy chổng ở nhà không biết đường điếm luôn con cũng vất vát ăn ủi là được còn nặng ống thôi nha
ba con hai con mấy con này cũng được, tạm được được, còn lặn ống nữa lội lại luôn, ống này dính lưng bự phải lội lại được chứ, nếu mà cha mình ăn gian phải đi theo kiểm soát mới được, bắt ngoài bỏ vô chết luôn nữa. Thấy có dấu dẹp dẹp đó, đầy đầy lên đó. Trời ơi, trời, chiến thuật Dương Đông kích tay. Đặt bên đây mà móc móc bên kia, ghê thiệt chứ. Mày không đi theo rồi quay là đâu có biết cảnh này. Xịn không luôn, được con. Thất thì nó không có thất rồi đó mà ngã. Nó không có lưng bự. Chúng bày lương con rồi. Này nghiên cứu mồi này trúng mồi lương con rồi. Cũng được. Cái này cũng ổn. Lương bán được, được ha. Cũng có ký. Không biết mấy con ký thôi. Rồi, còn hình như cũng 5 ống nữa hết hay vậy. Bán ra. Cha còn 1, 2. 2 ống hả? Con còn 2 ống nữa hết rồi. 4 ống nữa. 4 ống vô 4 con trọng trọng vớt vát lại coi, thấy tình hình lỗ tiền mồi vậy đó. Chào bá thôi con. Còn nửa ký thôi. Nó nói với 4 ống mà làm chừng ký lương là ngon đó. Là lụm lúa lại liền. Hên hên biết đâu được. Hổng 3 ống cuối cha đó. Cả ký á. Chào bá thôi con. Chừng bằng lóng tre này được rồi. Đừng bự quá. Bự quá vô gọi khu gan luôn rồi. 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 Ê. Không có sảy mà nên nhặt. Được. Được. Thấy chưa? Còn nó hơn 100 g rồi. Thôi, ống rồi đó. Còn ống tút đẳng lận. Được cái nước rồi con. Được, được, được. Cái đó cũng im, ống mà con mà lớn nó cũng ngon mà con nó 100 g hơn. Chỗ này cũng lý tưởng lắm nè. Chỗ lý tưởng không biết có lương không thôi. Ý. Cỏ đó. Thôi rồi. Mẹ. Nặng đó. Không, sao nó không bò ra. Thấy tướng nặng mà. Đó, thấy không. Có là không đặt đó. Ủa. Nó dữ lắm chứ không phải. Hai con. Nửa ký là bình thường. Nửa. Trời ơi. Còn nữa. Cái trúng này quá trời các bạn nữa nè. Đó, còn nữa nè. Trời ơi, một cục luôn. Hết rồi, còn đâu còn hoài gì. Rồi. Đặt vậy đó. Trời ơi, này không cần nhiều. Một ống mà qua. Ống một à. Hơn nửa ký lô. Hơn nửa ký thiệt luôn. Con bự rút lên này. Bự chui lên này. Nó. Rửa sạch nha. Trời ơi. Cục cỏ này bữa hổm là cha mình tính xuống mình nói cục này thả câu qua không dính nè. Sao bữa nay lũi xuống này đặt luôn. Vậy mà lụm. Xuống chỗ đó nó không êm đó. Chỗ này có cái bực ha. Ui, giống chấm các bạn ơi, dở lên không nổi thiệt luôn. Chờ thấy dở lên. Nó nặng chệt chổng ơi, cha nói rồi. Còn nói gì nữa. Thấy cha mình dở lên mà nó không có miếng nước nữa mà. Nè. Rồi lương. Kéo đặt cái bụng lên coi. Ôi, khủng khiếp, hồi về chút cái luôn. Mẹ. Đó. Hết biết cái chấm rồi, nửa ký khỏe. Hồi về cân cái chấm thử coi. Cái gì? Cái này mà nói nửa ký là không đặt nữa đó. Cân luôn chấm ký mấy á. Im quá ta. Hy vọng hai ống cuối của mình làm gì cái. Ta thấy là ngon á. Sung lên rồi đó nghe. Sung lên rồi đó. Cầm lên thử không biết là biết liền. Không nói nãy cầm lên là biết rồi á. Nãy lúc cha cầm dở ra mà không thấy miếng nước chảy ra là nghi có lương bự rồi. Biết lương bự rồi, tính con một là dữ lắm luôn á. Không, con một phải con là lú đuôi ra rồi. Đã thiệt trời ông chúm. Ông nói giờ là hiện đang dẫn kỷ lục. Ông gài luôn á. 4 hay 5 gì lận đó. Chắc 4 con mà bự không à. Không à, chứ không có nhỏ.
cục cỏ nó hết luôn, nó như vô hết luôn vậy. Tính mồi này dở hả? Đâu cũng đâu có dở đâu. Tại không có lương. Nãy đang tự nhiên dẫn đậu bạn ơi, mà ông làm ông cúm mấy cái rồi. Thấy giờ xuống rồi. Mèo quá. Đây. Chỗ quyền rồi. Chỗ đã gõ cho anh cha mà dở lên nặng kịch nè, cho cái bún nè. Hụt thụ lại dễ gì bỏ được. Bún dở lên nặng kịch tính đông lương nhà đổ cái sình không nè. Bữa đặt bên đó đó, chiếc này đặt bên gốc dừa. Sao đây, sao đây? Lấy uy tín này coi chứ không ngày thua hoài chết luôn rồi. Ây da. Che không. Hello. Này mà lú đầu lên sẵn là ý, ý. Thấy con gì nhủi đây, gì cái mỏ nó nhủi tới đây rồi nè. Ý, có lý lắm nghe. Thấy cái mỏ nó nhủi lên thiệt rồi đó. Ngon rồi, ngon rồi. Thấy có động lực rồi đó nha. Ui. Ý, gì ọt vậy ta? Không không, có lương thiệt rồi, chuyến này có lương thiệt rồi. Ui, có lương thiệt rồi. Thấy cũng nặng quá nè. Nặng á. Nó mà ăn con là nó bự lắm á. Ơi một bầy rồi. Cũng được. Mà bầy lương của mình bầy lương nhỏ bằng ngay. Được á, ống này ngon á. Cũng đặc hết trơn đó. Con nào bự nhỉ? Như là nó cỡ tay cái. Bên kia không chạy qua đây chạy ha. 4 con vậy, 1 con, 2, 3 con. 3 con. Có lý quá nè. Đây nè, nói làm liền luôn nè. Hổm đi cắm câu nói cái đám con bắt chiến đấu nè, phải dứt liền mới được. Để lâu nguội. Mà đám cỏ này bị xịt thuốc cỏ không biết sao đây nữa nè. Ông cuối cùng, hy vọng cuối cùng. Hy vọng là mát tay nha các bạn. Cha khui luôn hả? Chập luôn. Nhường cha mình khui lấy hên. Nãy khui ống chúm cuối cùng hên quá. Đó nó. Ok. Khui. Có đội đội lỗ mũi lên nữa không? Ôi, lương thì có rồi đó. Rồi lương chút chút không rồi. 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 Kỳ gì? Chết ngát. 2 con. Cũng ngon nữa đó. 2 con lương được. Chắc đây bị thuốc cỏ nó ngứa nó chết quá. Thiệt chứ không phải chơi. Nãy nằm dịp lết dưới kìa. Nó lên được. Hôm lấy cái ba cái bèo đẩy lại. Cô. Rồi, lỗi kỹ thuật ống. Mà mấy ông đầu mà được như mấy ông cuối cũng êm quá. 4 ông cuối chạy trơn luôn. Rồi, gì à? Kiếm gì? Rụng lụm gì hết à. Ổng đâu có lụm đâu, ổng có kêu ổng rồi. Bên cây trên kia mà. Cho kêu ổng rồi. Nói ba xài cũng chánh xài rồi. Cậu lụm nó, trời ơi, tao lụm có cái này chín gì nè. Đó. Ông nói xài trên cây còn ông hái nữa đó, lụm xài lụm. Xài gì có 7.000 đồng ký nè mấy bạn ơi. 7.000. 10 ký. 10 ký. Có 700 đồng ký nè, xài gì nè. Đó. Chết luôn. Giờ, chủ vườn tao bỏ rồi, bây giờ dồi đục rồi nè. Dồi nè. Hư luôn. Nó nói chứ sáng nay cũng ngon các bạn. Chắc khoảng ký gửi luôn á. Đi rẻ ngày rẻ 300-400 ký à, bằng đi bằng mướn luôn à. Mà từ đây giác tới ngoài dàm mới nữa. Mà bằng thì cũng như đi bằng mướn, đi bằng mướn lấy 300 ngàn. Ống giữa bờ đã con quên sách, bố quên ống chúm anh ơi. Thăm rồi nhưng mà bố quên. Nhờ quầy lại lụm. Nhờ điếm lại chứ không điếm lại về tới nhà mất công lội qua nữa rồi.
quên phao câu thì bỏ được, chứ quên ống chúng thì dễ gì bỏ được. Khui lấy cần ngầm cần thử cái ống chúng nó cần nhiều bạn. Nói chung bây giờ cần cái ống chúng cái đổ lương ra là biết nó nhiêu à. Cần đại luôn ống chúng mà đổ, đừng đổ gác. Bạn, tôi đi cho được. Ký 1. Ký 1 là qua bên kia 100 g đó là ký 2 đó, hơn á. Không có ký 1 nữa, cần ống chúng là ghép. Đúng rồi, ký 1, ký 1 50 nha bạn, ký 1 giác đó. Giỡn ống chúng rồi, cả thằng kinh luôn không? 20 ống được có ống một đó. Một ống một kia nhất đó, còn nhiêu kia con, hai con, hai con. Tết bản rồi. Cho đổ, cho mẹ mẹ đổ, đừng có đổ gác, đổ lương thôi cho nó bò ra, căng thử. Đâu có gác đâu. Chắc nửa, nửa ký hơn. Có bảo mội, bận bận. Đổ đại ra đi, tôi hút gác vô. Cho nó bò. Mình ăn hết mồi rồi. Xứng đáng không? Trốn rồi. Còn nó bự nhất đó. Ủa. Hình như 4 con hay vậy. 4 con. Con nào con nấy hết biết đã. 4 lươn này nửa ký được. Tại con này không hơn 200 g vậy nè. Ôi. Cần là con chúm. Ok, nhiêu gắt đó trừ hao đi. Trời ơi, chưa được nhí. Nhí nha. Trời ơi, nửa ký lận. Nửa ký là còn 600 g, coi như là 600 g lương hả? Hồi nãy là 1 ký 2, 1 ký 1. Mà này nửa ký là 1, 2, 3, 4, 5, 600 g. Đúng rồi, 600 g là coi như hơn nửa ký đó bạn ơi, chắc ăn là hơn nửa ký đó. Đâu cái này 600 g. Cái này 500 à. Thì nửa ký, hồi nãy ký 1. 500. Là 600 g. Lương 600 g. Không, bình cục sình kia kìa, là hơn nửa ký. Thì cái đó nó hơn nửa ký nhiều nhiêu à? 600 g đó, lương 600 g. Hết biết lương thiệt chứ. Ngon chúm. Chính xác rồi đó. Mấy con này là con hơn 100 g. Ý chờ gần lương mắc vô đó. Đó. Thở cái con này. Bốn con hả? Bốn con hả? Hơn nửa ký, 500 g. Tại cục sình đó, nãy cũng khía. Đã hết biết công chúm thì chơi. Này chừng 4 ống là thấy 2 ký rồi. Dư vốn rồi. Nương ngon ghê. Này có con nào đâu? Nhóc là không có nhóc luôn á. Tí tí lừ. Hình như có con cũng cỡ con này nè. Cỡ con này với bự hơn. Lương nhận nhính nè. Bữa nay chọc. Không được. Nó nói chứ dơ nhà dớt ống cưới cũng ngon. Rồi ba con đó con. Được hai ống nhiều nhất đổ ra trước tiên nữa chứ. Đây nè con này bự nữa nè. Con này cũng trọng. Còn con bự nữa, con bự nữa. Đổ lẹ đi, ổng về ra ổng hỏi rồi. Lụm vừa khô hả? Ừ. Cây đó hôm gió mưa nó rụng gì. Nhiều lắm, cây vừa khô. Ê. Ê trời ơi nhảy. Lương này trắng tươi à. Lương này nó ở trong mát nè. Là nó trắng. Còn lương kia nó ngoài nắng nên nó cháy da nó vàng. À, trắng tươi à. Ngon không em? Bữa nay lương ngon ngon không? Khúc đầu chất chết nữa nhờ. Khúc nhờ cái ống đó đó cái đẩy đồ hình lên liền. Con nó cũng bự vậy nè. Nhỏ nhỏ đây. Ui. Dạ mày. Ngoài này, bữa nay cái gì cũng chất lượng lắm á chạy đâu.
Hải vị cũng êm lắm mà ăn chơi đâu, đã không á. Cái ống này dính con gắn dung nữa nè, dính thêm con gắn dung nữa nè bạn, trong nó trong chấm nè, còn cho nó ra chung với mồi luôn, đổ bên kia đi bắt qua cho sạch. Nhân dùng ớn quá. Rồi ống này lương nó dữ nè, ống này con nào con nấy khổng lồ không à. Hai con lương nhìn muốn không thấy luôn á, bự lắm, bự luôn. Để anh bắt nó ra nè, lương ghê chưa, bự ghê chưa, lương con nào con nấy bự như con trùng vậy á. Hết có biết rồi, xuống đó. Con lương đâu rồi ta, nhìn không thấy lương luôn á. Ra của ngoài nè. Giang con trùng luôn. Đi, còn con nữa, còn nữa. Ba con lại. Nó chạy như té té vậy. Không lợi nó nè, nè giác. Trơn. Như xuống đây nó không? Có gồng nó trơn nó chạy. Mẹ vô mày. Chết ba con. Chết ba con. Ống này ba con luôn nè. Khúc này có ông ngoại đặt không nè. Ngoại bữa nay đặt chút chút không à. Nhờ được con ống cuối cùng đó. Nhờ có ống cuối cùng cứu vãn đội hình ông ngoại lên. Nó là ông ngoại nay xong rồi. Con đó cũng bự vậy đó. Ông ngoại ông đặt lên nhỏ ông nuôi rộng ông đẩy khách. Ông ngoại bữa nay là ông vượt chuồng tính xa bạn ơi. Lên nhỏ gì nuôi. Nói chung ông ngoại bữa nay là được con ống đó đó bạn, với là một con lương bự à. Con lương bự mẹ chuẩn bị đổ rồi kìa. Là còn nhiêu chút chút không à. Con đó cũng ngon đó, con bự đó ngon đó. Đâu có thua cuộc đâu. Thấy chưa? Lương nó nhỏ sao? Con này là muốn chùm luôn rồi. Trời ơi. Nó bự nhất luôn á mà nó cục hơn con này chút. Ôi mà. Ôi tới cả ký luôn đó nghe. Vậy tới cả ký đó. Nè. Không thiệt, bữa nay ông ngoại đặt lương bự không à. Cái ống mà khó gỡ là của thằng Vàng, còn dễ gỡ là của tôi đó. Không, khúc này của cha không nè. Khúc này nguyên bao rồi. Này ông nguyên bao ông nè. Chưa cũng dặn con cầm cành không? Cầm, cầm sao bằng được. Rồi. Thua tính lương bự thì thua rồi. Tại hai con bự nhất là của cha mình rồi. Con ổng ba bốn con nó với con mà mới đổ ra đó. Nói chung mà cha mình lớn mình bắt lương bự đi, mình nhỏ anh bắt lương gì lứa lứa thôi. Ngoài lương bắt lương nè nè có. Ê con lương đâu vậy? Giữ con lương của mình nãy nữa. Ghê thiệt. Ghê ơi, con lương này mà nấu cho nó chín chín cái cầm cái xỉa xỉa xỉa, xỉa găng luôn cho nó cứng cứng lại. Đồng đá. Làm tâm xỉa găng được. Hết biết con lương bự rồi, bắt không dính luôn. Thì thấy gì cũng cả 2 kg rồi à. Mấy con lương bự bự này nó nặng lắm nè. Có có. Không 2 kg cũng ký 8 ký 9. Chắc 2 kg được à. Tại còn thấy cũng mớ khá khá nè. Mà không đổi thừa nha. Đặt chúng nhiều hơn ấy, tại cha đặt nhiều ống. Vậy thua. Nói chung mình đặt chúng lương này mình tính số là cái con bự số lượng không tính. Tính con bự thôi, cha mình nhất ngày nhì ngày luôn rồi. Ghê thiệt chứ. Con này mình đặt dính nè, con trắng này nè. Chứ này không đi chắc cũng nhất ngày nữa. Nói chung mình được con này là bự nhất nè. Lương này trong mát nè, mới trắng tươi. Đâu, 2 kg luôn đó. Có. Trên nữa, hơn nữa rồi, hơn nữa, dám hơn nữa rồi đó. Đặt rồi tại nói chung mấy cái ống nó có 2-3 mấy ống cuối chúng rồi được mấy con bự à.
Đợt này nhờ cái ống đó đó cứu vãn đội hình chứ không chị chứ. Gần 600 gram lương rồi. Ghê gốm. Ghê thật chứ. Để. Đây nè, lương nè. Đã thì chắc cũng hết rồi đó. Rồi hết. Tổng thành quả sáng nay đây bạn ơi, nhiêu lương nè. Không cần nhiều ống. Một ống cũng được đó. Con này nè. Con ấy con gắn con ếch dung vậy đó, gớm. Lại ra đi. Thôi. Kệ đi. Móc móc cái đầu xui xui nó có cắn không biết. Chắc không đâu, nó mềm xẹo ớn quá. Hổm trong có sọt rồi. Bữa nào cũng dính con vậy. Mấy con đó năng trùng đó mà. Rồi, giờ bắt đầu công tác cân lương. Đó, cái gì đổ ra mới được. Vô bọc nè. Này cho vô bọc cân luôn đi. Vô bọc luôn. Đổ đại vô. Nhắc đít cho chảy nước. Có nước gì đó. Không nữa. Nhắc đít nhỏ nhỏ anh lương chui ra. Con nhỏ chui ra đó nha. 200 gram nước. Chắc cả ký 8 à. Ký 8, ký 9. Eo eo. Nó ăn không cái chúm mà nhiêu lương nó mới đã đó. Nhiêu đó đổ vô ông chúng hết trơn cái gì? Không bao giờ. Tới cái túi lưới hết trơn à. Trời ơi, nó đâu có nung được cái đó đâu. Sáng thì đi câu hả? Mốt bữa kia mà mới nay mới tư nè. Bữa nay thứ ý. Ê. Nhiều. Trời ơi. 2 ký 3. 2 ký 3 với trên 100 gram nữa đó. Là chữ bọc đi. Bọc đâu dữ vậy? Còn 100 gram qua đây nữa kìa. Trời ơi. Ý lọt. Lương bự quá lọt. Không tính mình tính trừ cái bọc 100 gram luôn đó là 2 ký 3 lương đó. Là nó đứng hàng thứ nhì đó giờ luôn rồi đó. 100 gram ông thảy bọc lên ngay tích quá. Không có nước nữa nè, còn nước nữa. Vậy đi. 2 ký 3 đó. Này coi như đứng nhì từ 4 lần đặt đó. Ghê thiệt nhiều hơn chiến rồi. Không thấy bữa nay tính thất không á. Gì mà nặng, nhờ lương bự nè, được. 1 2 3 4 5 6 7 lương bự, 7 8 con, 2 con nè. Lương này nó mất trơn luôn. 3 con. Con này chết hả? 4 5. Chết 2 ba. 3 con nó chết bỏ cái luôn. Mấy con nhỏ này bỏ nó bỏ nó. Con lương nó làm như con lương ăn nó vậy, nó ói ra. Nấu kho cho chó ăn. Này mấy lương bự nè. 3 4 5 7 8 lương bự vậy, ngon lành không? Sướng thiệt chứ. Tính đâu là tại so với nói chung là thăm nó đều đều, lương nặng. Cái bọc lủng, bọc lủng. Bọc lủng rồi. Quá đã lương. Mấy con nhỏ này cho nó vô bồn. Nuôi chữ cho lại hả? Dự trữ chống dịch. Nó nói với mấy con nhỏ nhỏ này nữa bà. Nói chung lương này mua về nuôi ngon nè. Nó mạnh. Mấy con lươn này bạn gọng chừng 2 bữa cho nó sạch ruột á. Cái nóng lẩu á. Bỏ vô nguyên con luôn như cá kẹo vậy đó. Ăn luôn xương. Có canxi. Tốt cho sức khỏe. Rồi tổng thành quả sáng nay còn được nhiêu lươn bự luôn bạn ơi. Lươn nhỏ mẹ mình cho vô bồn rồi. Ngon ghê không? Tính thất thất nhưng mà trúng mánh ghê á. Nặng ký. Lươn bữa nay nó có tập gym mới gì nó nặng. Không mấy con này đã thiệt chứ. Ngon lành luôn. Tại chiến gò nó có 2 con bự à, nhưng mà chiến này bự nó đều nè. Chiến gò thì nó khoảng tầm cỡ này nhiều nè, bởi vì nó không có ký. Còn chiến này làm mấy con này bạn thấy không? Được 1 bự nè, 2 bự nè, 3 bự nè, 4 5 7 6 bự gì đó. Quá ngon. Rồi cũng kết thúc buổi sáng này luôn bạn ơi. Giờ điện mấy bán lương. Nói chung lương này mình đặt về có người dẫn hết mà. Tại lương đồng người ta cũng thích ăn. Đặt hổm đặt là xong là cái ông chở ga vô là ông lụm luôn á. Lụm tại chỗ luôn. Ngon lành. Rồi chào bạn đây nha. Sáng nay 2 cha con là có vốn làm ăn nữa đó. Gặp lại các bạn ở những clip sau nha. Có vốn làm ăn rồi.